chạy vào. Đây. Nó không chạy vào, nó chạy ra rồi, Ra đi, để máy nó lên. Kìa. Úi trời. Tuổi nó vào nữa. Lại đây nhiều lắm, cua lại nó có căng tròn béo ngậy, cái chuột này cứ thui xong nó căng nhỉ, căng ra nở ra. Đấy, nhiệm vụ của mình là như này đây, ở nhà phơi phong cũng như là trông coi hai cái đống thóc này. Đống thóc bên dưới đấy nhà đây kìa. Đấy là bây giờ nhà mình còn trồng ít thóc ấy, chứ hồi xưa nhà mình phải một sân thóc này, hai sân này, kia nữa này, đây này, phơi nhờ bên kia này. Nói chung anh em là mà làm nông thì anh em cũng dễ hiểu. Chạy mưa, chạy nắng. Ví dụ vừa phơi thóc xong đúng không? Tí cơn nó kéo đến lại phải xu. Xong hô hào cả hàng xóm nữa. Nói chung thì mình có nhà nông nên là những cái việc này mình làm hết. Với lại mình cũng không ngại gì cả. Thì công việc ở quê thì mình cũng, nói chung cũng bận á. Nên là mình cũng không quay anh em xem được. Quay thì sẽ mất thời gian edit video nữa. Với đợt này là mình 3 tháng rồi không về quê nên là mình muốn dành nhiều thời gian cho gia đình hơn. Chứ mỗi lần về quê xong đi quay xong rồi ở nhà edit video thì mình mất rất là nhiều thời gian. Nên là mình cũng trong cái dịch bệnh thế này thì mình cũng không muốn đi đâu cả. Ra đồng gặt lúa, xong rồi ở nhà phơi thóc, xong rồi chiều tối đi đón cháu. Một ngày của mình nó chỉ quanh quẩn như thế à. Đây, quang cảnh của làng mình đây. Nói chung là nhà cửa san sát. Cái xóm của mình là xóm này, có 13 xóm nó chạy thẳng từ đầu xóm đến cuối xóm như này. Và hai bên nhà có hơn 200.000 đường láng đây. A few moments later. Thank you.
bỏ ra. Chạy đi lấy giỏ cho chú bằng vồ. Nhanh lên. Tao vồ bằng cái gì? Hai tay hai con tao vồ làm được. Bỏ kia tí. Đấy. Công tác quay bắt này. Quay buông lên, buông kéo lên. Đặt chốt này. Thấp xuống. Chạy nhanh mà. Đây quay này hiển luôn. Úi xuống, vén nào. Mỗi một con bắt được. Nhiều lắm, nãy nhìn nhiều lắm. Đấy, không thấy đâu nhỉ. Anh bẻ răng đây à? Bẻ rồi. Con bẻ. Bẻ nó chết đấy. Tao bẻ răng không bao giờ chết được chuột. Chết ra đường. Đi gọi được mày đâu rồi. Mày cắm cắt tay à? Gỡ nướng, gỡ nướng nào. Gỡ nướng này. Vào một con, nó vào một con là hai con. Anh đừng đứng ở đây. Đứng em cởi ra. Rối ra để anh cầm anh bắt nó. Đứng ở đây là nó sợ thì áo vào ấy, nó quay ngược lại. Đứng hai bên thôi, đừng đứng cuối. Đứng hai bên thôi, nhưng mà nó vừa rồi không có răng lồn lưới đâu. Phải buộc bốn cái gậy cơ, hai gậy. Bốn gậy cơ. Hai gậy chứ không à. Hai gậy chứ. Đấy, một mẹ được không? Bảo thấy nhiều lắm mà. Sắp đủ bữa rồi. Đủ bữa trưa. Tầm gần trưa rồi. Em tôi vẫn đang miệt mài. Đi. Đấy, đây rồi, kia kìa. Nhìn nó đâu. Đấy rồi, đấy rồi, đấy rồi. Đấy rồi. Đấy này.
Đấy. Ok. Đây con nào. Đấy. Khi đấy là cỏ đó cơ. Đấy là cứ việc đi cầm rổ ra để cho các túi đựng để các chú vô. Vứt cỏ ra cơ. Cỏ đâu? Nhiều lắm, mảnh này nhiều lắm. Bán hàng đi đã. Đổ vào đi đã. Đấy, vui cửa vui nhà. Vào, cứ tự vào. Mẹ buộc cái lưới vào đây. Đây Thành ơi, Thành. Bé cua lại đây. Nhiều lắm. Cua lại nó có. Một giờ chiều. Một giờ chiều. Đây, anh em tôi ấy. Đang thu chuột đây. Chủ lò vịt chợ Anh Thiện, anh Đặng Xuân Thành phải anh nhỏ nãy giết mổ nhưng mà mình không quay được, nó liên quan đến giết động vật hoang dã, hai mẻ cơ mà, trong khi vẫn đang lột đúng không? Đây là chuyện gì? Tôi đang học đấy. Anh em chưa ăn trưa gì luôn. 1 giờ chiều rồi. Đây nha. 1 giờ chiều nha. Chắc là tối có món chuột. Không khó, có mùi khó thì nó ngon thôi. Bạn là nhất rồi. Nãy mình cân được bao nhiêu cân nhỉ? Các anh em được một phút thôi nhá, tụi mình đang học nghề đúng không? Baby cho baby chuột. Căng chuột miếng gãy. Không cái chỗ cái con. Này, như vậy là vừa này. Này. Lật thuyền. Nam voi ít rơm mà vùng à mà nó thôi vậy nhé, bụng vậy sổ béo lắm. Em về quê tôi. Ok, kết thúc một kỳ nghỉ dài thì hiện tại thì chúng ta đã có mặt tại nhà trọ thân yêu, và có lẽ đây cũng là video cuối cùng mình quay ở cái phòng trọ này, tại vì mai mình sẽ chuyển nhà luôn, mình sẽ qua ở Hà Đông, còn đây hiện tại đang ở Cổ Nhuế. Thì một năm trời gắn bó ở đây rồi, nói chung là cũng nhiều kỷ niệm. Cùng nhìn ngắm lại. Thì đồ đạc mình cũng không có nhiều cả, mình có mỗi cái cây máy tính này với một ít quần áo ở trên kia thôi. Đây thì review qua phòng trọ anh em xem này. Đây phòng trọ thế này thôi. Có nhà vệ sinh khép kín này, thế này. Có cái cửa nhưng mà từ hồi mình đến nó cửa nó hỏng rồi nên là cũng tháo luôn nè.
có ai đâu, có ai vào đâu, người yêu không có, cứ để vậy thôi. Thì giờ chắc là mình sẽ dọn đống đồ rồi mai mình qua sớm. Đống đồ nhanh không mà mình sẽ hô biến là xong ấy. Này, vơ về, vơ về, vơ về, vơ về. Chiêu. Trời ơi, nhanh thôi anh em. Đây, giới thiệu anh em, đây là phòng mới của mình đây. Ổ chuột mới đây. Có một cái giường, một cái bàn làm việc không? Nói chung với mình cái nhu cầu chỉ cần thế đâu, một chỗ để ngủ và một chỗ để làm việc. Còn nhà vệ sinh thì ngoài kia. Nói chung cái nhà này cũng toàn anh em quen biết thuê ở chung với nhau thôi. Thì để hôm nào mình sẽ review kỹ hơn về cái ngôi nhà này cũng như là cái khu mình đang ở. Một video ngoài lề về bộ môn bắt chuột ở quê. Nói chung thì cái đoạn ăn uống cũng như là cái đoạn nhậu nhẹt ấy thì thanh niên làng mà, cũng như là trong cái cuộc nhậu ấy thì mình hạn chế quay mấy cái đấy nên là mình không quay những kiểu ăn uống cho anh em xem được. Chắc là mai mình sẽ kiếm cái tủ quần áo này. Nếu như mọi người thấy hay những chủ đề như thế này ấy, thì thi thoảng sẽ làm cho mọi người, cũng như cuộc sống riêng tư của mình về ngoài lề trên chạy xe, nếu mà anh em cảm thấy thích. Và cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hết video của mình. Còn giờ thì hẹn gặp lại mọi người ở video chạy xe tới, sẽ có những chiếc xe mới thú vị anh em cùng chờ đón nhé. Ok, bye bye.